Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 4 tháng 8. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Tuyển bóng chuyên nữ Việt Nam tranh vô địch trận 1 CV League với Thái Lan. Xã thủ Trịnh Thu Vinh ghi lời xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ. Vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng khép lại kỳ Olympic Paris đáng quên. Đông Nam Á có huy chương vàng đầu tiên ở Olympic 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuyển bóng truyền Việt Nam dễ dàng thắng Indonesia 3-0 và giành quyền vào chung kết tuần thứ nhất CV League 2024. Sau trận đấu vất vả với Philippines, Việt Nam đã cải thiện tổ chức đội hình và tấn công hiệu quả hơn. Đội trưởng Thanh Thúy cùng đồng đội thi đấu tự tin, mang về chiến thắng 25-19 ở ván 1. Ván 2, Việt Nam vượt qua Indonesia 25-17 sau khi bị dẫn trước. Ván 3, Việt Nam tăng cường tấn công và thắng 25-19, kết thúc trận đấu với tỷ số Trung cuộc 3-0. Trận cuối gặp Thái Lan sẽ quyết định danh hiệu vô địch hạng 1. Ngày 3 tháng 8, sau khi hoàn thành hai nội dung thi đấu tại Olympic Paris 2024, xã thủ Trịnh Thu Vinh nói lời xin lỗi và cảm ơn tới sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ và giới báo chí đã đồng hành ủng hộ cô trong suốt những ngày thi đấu. Thủ Vinh xếp hạng 7 Trung Quốc, nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ và hạng 4 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ sở trường. Dù không giành được huy chương, cô đã nỗ lực hết mình và trở thành nữ vận động viên có thành tích tốt nhất trong lịch sử bắn súng Việt Nam tại Olympic. Thu Vinh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đầu tư và hướng dẫn từ huấn luyện viên để cải thiện thành tích trong tương lai. Trước khi chuyển sang bắn súng, cô từng là vận động viên điền kinh và đã vượt qua nhiều khó khăn để yêu và gắn bó với bộ môn này. Chiều mùng 3 tháng 8, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng thi đấu vòng loại nội dung bơi tự do 1.500m nam tại Olympic Paris 2024. Dù được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích sau kết quả không tốt ở nội dung 800m, Huy Hoàng chỉ đạt 15 phút 18 giây 63, kém xa thành tích tốt nhất của anh là 14 phút 58 giây 14 và không thể giành quyền vào chung kết. Đây là kỳ Olympic đáng quên đối với Huy Hoàng. Sau khi anh bị loại, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 3 vận động viên tranh tài là Nguyễn Thị Thật, Xe Đạp, Nguyễn Thị Hương, Canoeing và Trịnh Văn Vinh, Cử Tạ. Tối mùng 3 tháng 8, vận động viên thể dục dụng cụ Philippines, Carlos Julo, giành huy chương vàng nội dung thể dục tự do nam tại Olympic Paris 2024 với 15.000 điểm. Anh vượt qua Artem Dokopias Israel 14.966 điểm và Jake Jackman Anh 14.933 điểm. Julo mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Philippines và là huy chương vàng đầu tiên của Đông Nam Á tại Paris 2024. Trước đó, Philippines chỉ có một vận động viên giành huy chương vàng Olympic là Hidilin Diaz cử tạ tại Thế vận hội Tokyo 2020. Carlos Julo, sinh năm 2000, là vận động viên thể dục dụng cụ hàng đầu châu Á và từng vô địch thế giới. Anh vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương ở nội dung nhảy chống nam vào tối 4 tháng 8. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube Báo Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại!